Và năm mới Tết ăn Tết xong á thì vô cái bạn này mới khen là ủa sao bữa nay nhìn chị Hằng dễ thương quá, em quyết tâm là phải vua anh này cho bằng được, em thả thính bằng mọi cách luôn. Cái nhắn trên nhóm của mấy bạn làm chung á, cái nói mấy bạn đi ăn chè còn riêng Tài thì qua phòng ăn chị ô lòng ăn chè đó. Mở cửa bất ngờ anh này đâu biết đâu, anh này giật mình, bé kia thì tự nhiên cười tủm tỉm gì á, cái xong em mới giật quá, em đóng cửa ầm em đi qua phòng em, xong anh này anh thấy em giật vậy đó anh chạy theo, anh giải thích quá trời em không chịu nghe, cái xong anh tủi thân anh qua bên cái phòng kho anh khóc một mình vậy đó. Anh khóc và anh khóc tức quá bị nhầm vậy, mình đang lúc đó đang tức nên đang biết gì nhầm mà còn nói vậy đó. Ức chế mà không biết bộc lộ sao cái cuối cùng đành khóc luôn, khóc tiếp nữa, khóc từ 4 giờ chiều tới 10 giờ đêm chứ không phải là khóc nhiều đâu, khóc một mình thôi á. Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thực và chào quý vị xem đài. Em tên là Lê Thị Thanh Hằng, năm nay em 29 tuổi và đang làm nhân viên nhân sự tại công ty cổ phần sữa quốc tế. Và đây là chồng của em. Dạ, lời đầu tiên xin chào MC Hồng Vân, Quốc Thuận và quý vị khán giả xem chương trình. Em tên là Nguyễn Minh Tài, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm việc tại cũng chung công ty với vợ luôn, nhân viên phòng lab. Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào và em ấn tượng gì về cô gái này? Dạ, lần đầu tiên là em hiện tại em đang làm việc ở công ty thì vợ em lúc đó là người cũ của công ty nhưng mà quay vào làm lại thì lúc đó cầm hồ sơ lên gặp sếp em thì lúc em đứng cái nghe em sẽ nói chà nay lâu quá không gặp đẹp quá ta, cái em mới đứng suy nghĩ có gì đâu đẹp. Cái xong rồi qua quá trình làm việc tiếp xúc cả năm trời thì em cũng không thấy có ấn tượng gì mấy hết. Thế còn em thì sao, em có biết là bạn này có cái suy nghĩ đó không? Dạ không, lúc đầu em vô thì em không có biết bạn này có suy nghĩ vậy. Mà em cũng không có ấn tượng gì với bạn này hết. Thì lúc em vô lại thì sếp em khen vậy thì cũng chỉ khen cho vui thôi, chứ em biết em chẳng đẹp gì. Cái xong rồi sau đó thì hai đứa cũng làm việc đồng nghiệp với nhau, làm được tầm cả mấy tháng thì mới bắt đầu nói chuyện. Vào năm mới Tết ăn Tết xong á thì vô cái bạn này mới khen là ủa sao bữa nay nhìn chị Hằng dễ thương quá, em quyết tâm là phải vua anh này cho bằng được, em thả thính bằng mọi cách luôn. Lúc đó em bị ấn tượng bởi câu này, cái nhắn trên nhóm của mấy bạn làm chung á, cái nói mấy bạn đi ăn chè còn riêng Tài thì qua phòng ăn chị ô lòng ăn chè đó. Thì bạn cũng bắt đầu cua lại em luôn. Khi xong bạn này thả câu còn em thì thả lưới luôn, tức là hai đứa thả qua thả lại đó. Rồi sau đó hai đứa có thường xuyên đi chung với nhau không? Đi giải trí với nhau không? Dạ, cái ngày hẹn hò đầu tiên á, là bữa đó là em tối đó nằm buồn quá, hay là nhắn tin hỏi chị có đi đâu chơi không? Giống cái chị luôn. Dạ, lúc đó vẫn còn cái chị. Đó là bình thường. Xong rồi cái phải nói không, cái nói vậy thôi. Lúc đó em kiểu như là nó giỡn, tính nó giỡn á. Cái đầu hồi nữa mới nhắn đi xem phim với em nha. Rồi vô rạp coi phim. Dạ, bình thường, lúc đó hai đứa bình thường lắm. Là chỉ là đồng nghiệp thôi, đi chơi chung vậy thôi. Rồi đến khi nào mới thay đổi cách xưng hô? Dạ, còn một quá trình dài nữa. Tức là em thả thính bằng mọi cách luôn. Bạn này làm ở dưới line, dưới xưởng, em cứ đu theo. Rồi suốt ngày nói chuyện với bạn á, rồi bắt đầu nói với bạn là chị cũng thích đi chơi này nọ, chị thích đi phượt, mà thích đi phượt là thích đi phượt một mình là hai đứa thôi, chị cũng thích đi chung với ai hết trơn á. Dạ, cái anh này anh cũng đớp tính, nhưng mà anh đớp mà vừa đớp vừa sợ nữa. Tại em mới chia tay người yêu mà em đi với chị thì để người ta dị nghị quá. Xong nhưng mà kiểu là không kìm nén nổi á chị, cái này vậy thôi cuối tuần này mình đi Vũng Tàu đi chị. Rồi em đồng ý liền. Em nghe đi Vũng Tàu em đồng ý liền. Dạ dính rồi, đồng ý liền. Bạn này cũng đồng ý liền. Cái em mới nói vậy thì em đặt phòng đi, đặt phòng là hai phòng nghe, hoặc là một phòng hai giường nghe. Không biết sao cố tình hay sao bạn này thuê một phòng thôi, một phòng một giường thôi. Dạ một phòng một giường. Nghĩ sao mà đặt hai giường? Em không biết nghĩ gì luôn, không biết cố tình hay không, là em gì nữa. Em thì chỉ là gọi tới khách sạn đó, em nói là còn phòng không, thì nó chỗ đó nó còn một phòng thôi, một giường thôi, thì em lúc đó em cũng bình thường. Cái ra ngoài đó, cái tối đó em chạy tới xe tới đó là cũng 11 giờ khuya rồi, cái buồn ngủ á, hai đứa đi dạo vòng vô ngủ. Cái em lặng em ngủ em làm gì nhá. Em cảm thấy khó chịu cái người á, ảnh nằm một đầu em nằm một đầu á, mà mình đã cố tình thả thính rồi mà anh này anh ngủ khò 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 vậy đó, ảnh không có quan tâm gì tới em hết. Cái em mới giả bộ ha, em thịt vậy đó. Cái em mới nói em ngồi dậy, em nói chị bị sổ mũi, tại cái máy lạnh này làm chị sổ mũi, giả bộ thôi, anh này chắc giờ chưa biết đâu. Cái xong rồi ảnh mới nói vậy thôi em tắt máy lạnh ngay. Em nghĩ trong đầu chết rồi, tắt máy lạnh nóng chết làm sao ngủ được. Thôi em bật lớn không được, chị ngủ được đó, nói vậy đó. Không biết ổng nghĩ sao á, ổng nói thôi chị nằm kê lên tay em đi. Em bắt đầu em cũng mong men có cơ hội rồi chị, em lên nằm lên tay ổng liền, nằm lên tay ổng. Mà cuối cùng 3 phút sau ổng ngủ khò khò, ổng không quan tâm và nói tiếp, ngủ không quan tâm gì tới em luôn, ngủ tới sáng luôn. Sáng tức lên cho bọn. Dạ sáng tự nhiên dạ, em cũng ôm hận em. Dạ em ôm hận rồi có thả thính tiếp nữa. Em thả thính tiếp rồi, em đâu có bỏ cuộc đâu anh, em lì lắm. Sau đó em thôi thả thính tiếp. Sau đó đi đâu? Bắt đầu em rủ đi Đà Lạt tiếp. Rồi đi Vũng Tàu không được thì đi Đà Lạt. Bắt đầu lên tới nơi cũng 4 giờ sáng. Em không có thả thính gì nữa rồi, tự nhiên là rớt thôi. Tự nhiên là bị vô lưới em luôn. Rồi công khai là anh em luôn. Dạ. Anh em luôn. Tài làm ở trong công ty, rồi cô ấy là
bạn gái mà cũng như là cũng lớn tuổi mình nữa. Dạ. Đó, vậy thì cô ấy có ghen không? Dạ có, anh ghen dữ lắm. Em đụng người nào là em ghen người đó. Tại trong phòng quê á là có tới 8 bạn là nữ. Ừ. Ghen em người nào em cũng ghen hết, nhưng mà đặc biệt là có một ngày đó, tự nhiên ảnh đi cài Momo cho cái bạn nào đó, xong ảnh cứ đi theo cái bạn đó cả ngày luôn chị. Ừ. Em thì phòng kế bên, và làm gì phòng kế bên. Không biết cái ngày đó hai người ngồi kế bên nhau, cách nhau có một gang tay à. Ừ. Cái em đi qua em mở cửa bất ngờ, anh này đâu biết đâu. Anh này giật mình, bé kia thì tự nhiên cười tủm tỉm vậy á. Cái xong em mới giận quá, em đóng cửa ầm, em đi qua phòng em, xong anh này anh thấy em giận vậy đó, anh chạy theo. Anh giải thích quá trời, em không chịu nghe. Cái xong ảnh tủi thân, ảnh qua bên cái phòng kho, ảnh khóc một mình vậy đó. Anh khóc, dạ anh khóc. Tức quá, bị hiểu nhầm vậy. Tức là lúc đó sếp đi ra ngoài rồi, thì em ngồi thì em coi phim đâu đấy gì xung quanh đâu. Nhỏ này nó ngồi lúc kế mình lúc nào đâu hay. Cái thì nghe tiếng mở cửa, cái em tưởng là sếp, em giật mình. Em quay qua em nhìn cái mặt hốt hoảng là sếp vô á. Thì bà lại tưởng là mình sợ. Tưởng đâu là có cái gì đó mờ ảo nên sợ. Cái em giải thích vậy mà không chịu nghe. Rồi đi ra chỗ đó khóc, về nhà kho đó khóc. Dạ. Khóc xong rồi em có xuống em thấy tội nghiệp. Không, em cái tính em, cái tính em lì lắm. Em không thèm quan tâm khóc hay gì, em không quan tâm luôn. Em đi bộ về tới nhà, gần tới nhà xong ổng gọi điện 3-4 cuộc em không bắt máy. Cái cuộc thứ tư em bắt máy thì em mới nói vậy nè. Thôi ngồi đó với cái con nhỏ đó luôn đi, để gọi điện làm gì. Mình đang lúc đó đang tức nữa, đang biết nhầm mà còn nói vậy đó. Ức chế lắm mà không biết bộc lộ sao, cái cuối cùng là tỉnh khóc luôn. Khóc tiếp nữa. Khóc tiếp. Dạ. Khóc từ 4 giờ chiều tới 10 giờ đêm chứ không phải là khóc bao nhiêu đó đâu. Khóc một mình vậy thôi hả tài? Khóc một mình. Có nghĩa là gọi trong điện thoại là nức nở. Dạ, gọi trong điện thoại là cứ khóc nức nở, cứ nấc vậy đó. Xong em thấy tệ luôn, cuối cùng là ông nói vậy nè. Ủa vậy chứ em ghen mà em không biết anh cũng ghen em hả? Ghen gì? Dạ có cái anh sếp ở ngoài Hà Nội vô công tác. Thì cái bình thường xe của vợ em thì rất là kỹ, không cho ai mượn đi chân á. Cái tự nhiên cái cho cái anh đó đi, còn nói tốt nhà anh đó, nói chuyện dễ thương, nói chuyện hiền này nọ đồ. Cái em thấy cũng tức lúc đó, kiểu như mình không có lý do gì hết, mình lấy cái lý do đó để mình ghen lại cho bà biết là bị oan ức nó khó chịu sao đó. Sao bà mới hiểu ra hay gì đó. Không có cái gì cả, nhưng đúng mà rồi. Một cái cớ này để cho con hiểu được cái tâm lý của cái người mà bị quen. Dạ, đó đúng không? Đó. Rồi nhưng mà như vậy là quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ tụi em quen khoảng được gần 1 năm 11 tháng là tụi em cưới. Bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Em cưới được 5 tháng rồi đó. Quá son luôn thì rồi. Đó thì bởi vậy bây giờ về cái tật xấu làm sao lòi ra. Xấu của vợ em là mỗi lần vô bếp á, là lúc đầu là hai đứa khó khăn là em là người miền Nam còn vợ là miền Trung thì hai bên ăn uống không có giống nhau. Đúng á rồi. Thì vợ mới nói là em không biết em nấu khẩu vị miền Trung cha mẹ có ăn được không. Cái nó để anh bày cho, mà mỗi lần vô bếp là bà muốn làm ý của bà à. Mỗi lần mà em có góp ý, em có nấu vậy nè, bà bắt đầu khó chịu nha, bắt đầu giận. Mỗi lần mà bà vô bếp em áp lực lắm, em cảm thấy là dướng lắm. Tự nhiên em đang rửa chén mà ảnh cũng thò tay vô rửa chén, tức là muốn phụ nhưng mà tự nhiên ảnh vô phụ thì em lại phải đứng làm bên. Thì cái thời gian nó cũng vậy thôi, thà em làm cho rồi. Rồi nấu ăn á, thì em nấu theo kiểu miền Trung thì em thấy ăn cũng được, em thấy tự em nấu ăn cũng ngon đó. Mà không biết sao anh cứ góp ý là bỏ này trước này, bỏ này trước này, bỏ này sau này. Cái em ấy ức chế của em nói, ừ vậy anh nấu luôn đi, em khỏi nấu. Cái đó là cứng đầu. Em cứng đầu, em cực kỳ cứng đầu. Sao cứng đầu, cái gì nữa? Tật xấu là chắc là chỉ có là cứng đầu thôi. Em lạnh lùng nữa, chắc anh quên đó chứ em lạnh lùng lắm. Với lại bảo thủ gì. Hai chồng có khi nào cãi vã nhau mà giận hờn không? Cãi là nhiều lắm anh ơi. Cái lần cãi nhau mà ghê nhất là sau đám cưới. Tức là sau cái ngày đám cưới bọn em không có tân hôn luôn á. Khi mà nói là cái quà cưới đó, cái quà cưới thì mình bán xong rồi mình để chuyển tài khoản. Thì ảnh mới nói là ảnh đăng ký cái tài khoản tên anh, nhưng mà em thì lại không đồng ý, là bởi vì em muốn là tài khoản là phải tên hai vợ chồng để sau này nếu mà có biến cố anh có đi theo người khác á thì em cũng có cái phần trợ vậy luôn. Em ngày nào em cũng nói hết á. Dạ. Thì em tính trước mà. Cái xong ảnh mới nói vậy nè, em không tin tưởng anh hả? Thế rồi ổng cứ buồn rầu. Em nói là cái đó là em chỉ nghĩ cho hai đứa thôi chứ không phải là em muốn dành cho ai hết. Thì cũng biết bây giờ ảnh đã hiểu cái vấn đề đó chưa nữa. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ tới em kể tật xấu rồi. Bây giờ em kể tật xấu của chồng đi. Tật xấu của chồng em hả chị? Cái đầu tiên là đi vệ sinh rất là lâu. Tắm thì rất là nhanh, tắm 3 phút mà đi vệ sinh 30 phút. Rồi mỗi lần đi vệ sinh là giống như em, ví dụ như là bây giờ anh đi làm tăng ca ha, bắt đầu từ 6 giờ sáng tới 8 giờ tối thì người ta mới hết ca, thì 8 rưỡi anh mới về. Anh đi vệ sinh thêm nửa tiếng hồ nữa là coi như cái ngày đó em không gặp mặt ảnh luôn. Anh vô vệ sinh là cho ông cầm theo cái điện thoại. Đúng rồi, cầm theo cái điện thoại mà coi Marvel thuộc lâu từng đoạn luôn. Bây giờ anh nói đoạn nào đi, đọc lại đoạn đó y chang luôn. Em thích xem phim, còn vợ em thì chích thêm là bạn muốn hẹn hò vợ chồng son. Không lẽ giờ hai đứa mà cầm hai điện thoại gì kỳ quá, em mới qua em ôm coi chung. Từ từ thích rồi mới rủ em để đăng ký tham gia chương trình. Rồi bây giờ tiếp tục khui tật xấu nữa đi em. Ảnh còn cái tật là hồi trước mới chưa có cưới á, thì ảnh nói vậy nè,
cưới về là mình có con xong ha, cả vợ cả chồng cả con mình đi tập thể dục cho khỏe vậy đó. Cái bắt đầu cưới về ngày đầu tiên kêu đi tập thể dục thì anh mệt quá, một ngày đầu tiên em thấy mệt quá cho nghỉ, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư vậy y chang luôn, ngày nào anh cũng mệt quá, anh cũng có làm gì hết trơn, bây giờ cái bụng anh chà bá vậy đó. anh không tập gì hết trơn. Rồi mong muốn thay đổi gì luôn không? Em thì em mong muốn là chồng em ngủ sớm này tập thể dục để bảo vệ sức khỏe, bởi vì anh cũng nhiều bệnh á, bớt coi Marvel lại, bởi vì thuộc lầu rồi thì coi gì nữa. Còn em? Dạ em thì em mong muốn vợ là biết quan tâm hơn, sống tình cảm hơn, bớt lạnh lùng đi, bớt khó chịu đi, đó em chỉ muốn vậy thôi. Thực ra bây giờ tụi em đang là cái thời gian vàng để mà tìm hiểu nhau, để mà cọ sát những cái tính cách với nhau, cùng nhau để mà sửa đổi làm sao để mà cho hai đứa trở nên hòa hợp. Sau đó là còn phải đón em bé thành viên mới trong gia đình. Em muốn anh Quốc Thuận chúc cho em là tháng tới có em bé luôn, tại em rất là mong có em bé. Anh chúc cho hai vợ chồng tài với Hằng cuộc sống luôn luôn vui vẻ, hoàn thiện, yêu nhau hơn. Và đặc biệt là tháng sau bác sĩ báo tin vui. Em cảm ơn anh Quốc Thuận nhiều. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và xin kính chào quý vị khán giả. Anh xin tự giới thiệu, em tên là Phan Hữu Nghị, hiện em đang công tác tại Thư viện Trường Đại học An Giang. Thì năm nay em 28 tuổi, quê em ở An Giang. An Giang mà em ở đâu? Ở huyện Chợ Mới. Chợ Mới hả? Anh núi Sập nè. Xin chào người bạn đồng hương của mình nha. Rồi còn em? Em tên là Nguyễn Quốc Bảo Châu Em năm nay cũng 28 tuổi, em cũng đến từ An Giang An Giang. Bảo Châu cũng là đồng hương của Hữu Nghị đúng không? Dạ đúng rồi. Cũng là ở Chợ Mới luôn hay sao? Dạ cũng ở Chợ Mới luôn Ồ vậy hả? Rồi hai em gặp nhau ở chợ cũ hả? Trời lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi thấy ghế. Bởi vì cái sự duyên dáng của chị một giỡn vậy để cho tụi em bớt căng thẳng không? Cứ vui vẻ bình thường đi, giống như là chị em trong nhà tâm sự vậy đó, không có gì căng thẳng hết nha. Chị Dân chị cũng đồng hương á, dĩa Bắc Ninh. Nghe nè, hai chợ mới gặp nhau như thế nào và yêu nhau là sao? Hai vợ chồng em thì gặp nhau cách đây khoảng 13 năm. Trời ơi, 13 năm. 13 năm là thì... em năm nay 28, 13 năm là mới 15 tuổi hả? Dạ lúc đó hai chồng em là mới bước đầu vô năm học lớp 10 Thanh Mai Trúc Mã nè. Dạ thì vào năm học lớp 10 đó thì ngày học lớp đầu tiên đó, em vô lớp thì dòm xung quanh thì để ý thấy là có một cái bạn rất là lạ, hơi ú ú nè, tóc thì xoăn, rồi da thì ngâm mà đeo cái kính cận nữa, rất là ấn tượng, để ý mà. Rồi nhưng mà bữa sau á vô lớp thì không thấy bạn nữa, sau đó thì em qua học một lớp khác thì lạ chung với một trời, bạn coi như gặp có một bữa xong biến mất bữa. Đi trên rồi, cái thị trường vậy đó, rồi qua học chung với một bạn của vợ em đó. Vô cái họp lớp mà bữa đầu tiên á thì em cũng không để ý ai nhiều đâu, thì vô một chút rồi đi về rồi qua hôm sau thì em bị bệnh phải nhập viện phẫu thuật á chị. Rồi nên cũng không có biết có mặt của ông xã trong lớp đâu. Rồi có mấy bạn thân của em á nó qua thăm, nó nói ôi mày mau vô đi học đi, rồi tao chỉ mày, có mấy cái thằng ở bên trường khác nó qua không biết sao mà thấy ghét lắm. Nói chung là em có cô bạn thân đó, là đứa nào ghét người nào là sẽ ghét theo vậy đó. Rồi cái lần đầu tiên mà gặp nhau trực diện đó thì hai bạn thấy mình giống nhau ở điểm nào không? Em cũng không biết nữa, mà ai cũng nói giống hết trơn. Nhưng mà cũng không có quen biết nhiều nữa. Rồi qua một năm học nữa thì em mới vô tình chuyển vào học lớp nhỏ bạn thân, là mấy học chút chung lớp với anh này, ông xã em luôn. Thì đó chị muốn hỏi cái thời điểm mà em bắt đầu gặp ông gặp đó, anh này á thì sao? Là ghét thiệt. Ghét thiệt. Ai đâu mà bầu ổng làm lớp trưởng. Lớp trưởng mà chị nhìn ảnh ơi ù lì lắm. Cứ hiền nữa, đúng là hiền thiệt, nhưng mà lớp trưởng gì không có song sáo hết trơn á. Nói chung là tụi em ghét lắm. Một năm là ghét qua lời đồn, cái chuyện gặp là ghét thiệt. Rồi còn bạn này sao? Cũng không có thích đâu. Nói chung là em thì làm lớp trưởng mà cái nhóm của vợ em á ngồi ở trên thì nói chuyện hoài thì em la cái bắt đầu nguyên cái nhóm ấy súng lại cự em. Rồi đến khi nào mới có cảm tình với nhau? Khi mà học 12 xong đó, khoảng một năm sau thì họp lớp lại. Lúc đó thì thấy vợ có một số thay đổi cũng như thì có tình cảm. Có đẹp hơn không? Chút ít à. Nhưng mà cái lúc đó Bảo Châu còn ghét ổng không? Bớt rồi, nó cũng như mình lớn là cái tính mình không còn vậy nữa, nên mình cũng thấy cũng được này kia. Rồi em làm cái gì để mà em kiếm được cái tình cảm của cô này? Lúc đó thì có cảm tình, cái bắt đầu em nhắn tin liên tục ngày nào cũng nhắn tin. Rồi thì bữa đó thì em nhắn tin là nghĩ thích dâu gì đó, vợ em thì trả lời thì cũng đồng ý.
Tức là một ngày nào đó chợt nhận ra là mình thích nhau hả? Phát sinh từ ảnh thôi chứ thật sự em lúc đầu em không thích ảnh đâu. À. Nhận lời quen ảnh là tại vì lúc đó cũng không quen ai. Ừ. Thì quen cho có vui thôi. Em nói thiệt luôn. Rồi bây giờ ai cũng hỏi ủa sao mày Hương nghĩ vậy Châu? Cái nói thì quen chơi gì đó. Ừ. Thật sự là bây giờ mà hỏi em ra khi nào mà thích ảnh, quen thương ảnh em cũng không biết từ khi nào nữa. Trời đau lòng quá. Giờ thì thương chưa? Bây giờ thì thương nhiều. Bị dài. Coi như cái thời điểm mà chính thức yêu nhau đến khi mà lấy nhau là bao nhiêu năm? Dạ 4 năm ạ. Ồ chị cũng ấy quá ha, gặp nhau 13 năm trước. 13 năm. Mà có nghĩa là gần 9 năm trời ha. Dạ. Rồi bắt đầu mới cảm thấy là mình yêu nhau trong 4 năm giờ mới cưới, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chuyển qua cái giai đoạn là cưới nhau đi. Dạ. Rồi chắc hiểu nhau hết rồi, đâu có gì dở mộng về nhau phải không? Cũng có một số cái vấn đề nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ? Lúc quen nhau yêu xa mà mình không có thời gian để gần gũi nhiều á, mình không có phát hiện ra. Bây giờ về sống chung á thì mình mới biết là ảnh chậm chạp lắm. Với lại ảnh dai như đĩa. Dai như đĩa hả? Dạ, giống như tuần 7 ngày đi. Em dặn ảnh đâu cỡ 6 ngày được. Tại vì ảnh ưa chọc em dặn lắm. Mỗi lần em dặn thì xích em ra đi. Không có xích đâu. Sáp lại không mà em bực bội vô cùng. Mà ảnh cứ dai như đĩa, ảnh theo, ảnh sáp, nhụ, sáp hoài. Mình không thể nào mà không cười lên được, không thể nào mà dặn được hoài. Sáp cái đó. Tại vì em biết yếu điểm, tại vì em làm vậy. Nhụi lên. Nhụi nhụi làm sao? Là gì nè, nó nhụi. Đâu, ta mượn bên đây chứ ai mượn. Đâu, nhụi coi. Nhụi kiểu đó, sao mà chịu nổi. Cái kiểu này dễ thương nè, không có để cho vợ giận lâu á. Nhụi nhụi kiểu đó có giận một tuần lễ cũng không xi nhê gì hết, đúng không? Ngày nào cũng giận. Thôi vậy là cái đó không phải tính xấu, đó tính dễ thương. Chắc cái chiêu cái gì á. Bạn em mấy đứa trong nhóm của em cũng sử dụng cái chiêu đó luôn. Vậy đó. Dạ. Rồi để tối nay tôi về tôi sử dụng cái chiêu này với vợ tôi coi coi. Dạ. Vậy là coi như cái đó là coi như mình cho là tính tốt, tính dễ thương đi. Giờ chỉ có chậm chạp thôi phải không? Dạ. Với lại anh Quốc Hận nè, anh đi làm về thấy vợ anh nấu cơm để sẵn trên bàn, ngồi đợi anh về anh làm sao? Trời, không bao giờ thấy cảnh đó đâu. Gì hả? Tại bà chờ tôi là chút về quánh rồi. Dạ. Còn em ngồi em đợi, em nấu cơm em đợi ha. Về thì gặp vợ bậy cơm ra ăn thì thay đồ xong xuống ăn. Thay đồ xong tự nhiên đi lấy chổi quét nhà. Trong khi đó mình ngồi mình bày đồ ăn ra, mình chờ đợi ăn cơm tự nhiên lấy chổi đi quét nhà. Cái này có gì vậy? Ổng có nhà xong ổng có giặt đồ không? Dạ không, giặt đồ là sáng trước khi đi làm là anh giặt rồi ạ. Còn tội gì nữa không? Kể luôn đi. Nói chung mấy cái đó là lặt vặt thôi. Còn em nghĩ lớn nhất mà em cần anh thay đổi là bớt chiều em lại một chút. Em thấy anh chiều em quá trời luôn rồi. Bởi vì nhiều khi em không biết em đúng hay em sai nữa, mà cái gì anh cũng chịu hết trơn. Rồi em không biết cảm giác thật của anh đằng sau luôn. Đó rồi vậy cho ổng giải thích luôn đi. Sao vậy? Em thì nói chung là người rất là tình cảm. Em nói chung gia đình là em không có muốn ai mà buồn hết trơn á. Mà thấy vợ mà buồn thì không có thích. À, vợ em mà làm gì sai hay gì thì chỉ nói này nói kia một chút rồi giải thích cho nghe. Dù là sai nhưng vẫn nhận em là em vợ em sai, vẫn nhận là em sai, vợ em đúng. Để cho nó im đẹp. Hòa khí vui vẻ. Ừ. Giống tôi hết sức. Vậy em kể đi, vậy vợ em có những tính xấu gì? Dạ vợ em thì có cái tính là hơi nóng nảy, chứ làm hơi thiếu tự tin về bản thân á. Rồi những cái chuyện rất là nhỏ, rồi suy nghĩ rất là sâu xa. Rồi cái buồn, em đi làm về mà em gặp buồn là em biết có chuyện rồi đó. Cái bắt đầu em hỏi, mà bả thì không chịu nói. Cái bắt đầu em lo, em hỏi hoài vậy đó, cái chọc cho bả cười. Thì nói chung sử dụng nhiều chiêu lắm. Cũng vui gì đó. Dạ, dạ. Làm cho vợ em vui lên thì thôi vậy đó. Rồi bây giờ em mong muốn Hữu Nghị thay đổi điều chi? Dạ em muốn ảnh là nhanh nhẹn chút xíu, nên biểu lộ cái cảm xúc thật của ảnh cho em biết, chứ đừng có lúc nào mà cũng nhận lỗi về mình hết á. Ừ, hiểu rồi. Em nói là cái chuyện nhanh nhẹn, tôi cứ tưởng tượng đến cảnh mà ảnh về anh lấy cái chổi anh quét á. Giống như con lười á. Quét lâu thiệt lâu á, quét lâu thiệt lâu. Có coi cái phim Zootopia nó có con lười không? Dạ. À, làm chậm thiệt chậm. Suy nghĩ bực á. Rồi tới Nghị. Dạ. Nghị muốn Bảo Châu thay đổi gì? Em mong muốn là vợ là bớt nóng tính lại, với là suy nghĩ thì nó đơn giản lại thôi, với tự tin về bản thân hơn. Chị thấy vợ chồng tụi em rất là dễ thương luôn á. Mà em gặp một cái người chồng quá ư là tuyệt vời. Theo chị, thời buổi này mà kiếm được một ông chồng mà lúc nào cũng muốn hòa khí gia đình nó vui vẻ bằng cách là tự nhận hết về mình như vậy, đúng không? Thực ra là chồng em rất sâu sắc chứ không phải là không biết đâu.
Nhưng mà chồng em muốn hóa giải tất cả những điều đó bằng cái mà gọi là mình tự chuốc vô bản thân mình tất cả những cái phiền muộn đó. Cho nên là thực ra em cũng đâu cần phải khó khăn gì khi mà hiểu được cảm xúc của chồng đâu. Bữa nay nghe xong rồi là hiểu rồi đúng không? Tất cả mọi thứ là chỉ muốn hòa khí gia đình vui vẻ thôi, và muốn em tự tin vô bản thân em. Là tại vì vốn dĩ em đã không tự tin rồi, bây giờ em nói điều gì ra chồng em phản biện lại là rồi đó, em lại càng không tự tin nữa. Đó là cái ý tốt của chồng mà em chưa hiểu được. Sau đây thì chị nghĩ là em nên tìm hiểu thêm về cái sâu thẳm của chồng. Nhưng ngược lại theo chị thì em phải cá tính lên một chút. Em hiểu chị không? Giống như là đàn ông mà, mình phải hơi cá tính một chút. Đâu có cần thiết em phải giữ hòa khí bằng cách tự nhận hết cho mình. Như vậy vợ em sẽ không biết vợ em sai cái gì, đúng cái gì. Mà vợ em muốn em cho cô biết điều đó, là cái này em sai nè, cái này em chưa đúng nè. Thì thời gian sau này thì vợ có nói thì em cũng cá tính lên chút. Đó, thì đó, cho nên giờ phân tích đi, nếu vợ sai là nói vợ sai, chứ đừng có nhận cái sai đó về mình nữa. Ok. Đúng không? Dạ. Hồi nãy em nói là lấy nhau bao lâu? Dạ 5 năm. 5 năm. Hôm nay anh sẽ cho cái cổ máy thời gian nó quay, thấy là hôm nay là cái ngày kỷ niệm ngày cưới 5 năm của tụi em đi. Dạ. Thế thì vợ chồng có những điều lãng mạn gì dành cho nhau không? Dạ thì em cũng có bí mật là một phần quà để tặng cho ông xã ạ. Dạ đây là cái khung hình do em tự tay làm ạ. Tôi thấy trên này nó có chữ là My Family. Dạ, dạ em muốn nói với ông xã em là hạnh phúc này là của cả gia đình. Em sẽ không thể nào để cho anh cố gắng một mình đâu. Rồi, chúng ta sẽ cùng cố gắng. Thì hôm nay anh rất là bất ngờ, thì anh rất cảm ơn vợ. Thì anh đáp lại tình cảm của vợ là bằng một nụ hôn nè. Con tên Phạm Hiệu Quỳnh Như, năm nay có 25 tuổi. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? À, chào chị Hồng Vân, chào chú Quốc Hận. Trời ơi. Cái gì vậy em? Lâu lắm rồi không té ghế đó. Sao vậy? Tức hết tức. Em tức cái gì? Không. Em ganh ghét cái gì trong chuyện này? Tại sao vậy hả? Em ganh ghét cái gì? Tại sao chị có mua chuộc gì không mà sao mới vô cái cô dâu chơi em vậy? Chị mới gặp người ta mà đúng không? Dạ. Bây giờ sự thật sao thì là mình nói vậy đúng rồi, không? Rồi, chào đất ơi. Em chào lại đi, em chào lại cái này. Chào chị Vân, chào chú ông. Chú Quốc Thuận. Rồi xong đó, cũng vậy. Đó là người Tây, người ta rất là có sao nói vậy người ơi, em có cái gì đâu. Này nó phải Tây chắc quánh rồi. Sao ơi, vậy? Trời. Ủa tại sao vậy? Người ta nói là người ta sẽ có. Bây giờ cái răng cái tóc là gốc con người đúng không, đúng không? Cưng? Cái gốc em ở đâu? Cái gốc nhổ em không có rồi. Cái gốc nhổ cái gốc rồi. Thì bứng cái gốc rồi. Chỉ có những người lớn tuổi á, người ta mới rụng sạch không còn một cọng tóc nào thôi. Đúng không? Có cái gì đâu mà phải. Trời ơi, nhưng mà mình bị sốc đó nha. Nhưng mà không sao cả. Anh nói cho em biết chương trình này là chỉ có anh và chị thôi. Được chú gì đi chứ không. Okay, okay. Lớn em rất chào nhiều. Chị chào lần nữa. Chào chị, chào cô Hồng Vân. Chào cô Vân. Chào chú. Không không, chị luôn. Chị, bây giờ chị. Để cho chú Quốc Thuận đỡ buồn okay. Thì mình gọi chú Quốc Thuận bằng anh luôn. Chào chị Vân, chào anh. Anh yes. Bắt đầu có thiện cảm với em rồi đó trai. Rồi. Ok. Ok, mời em giới thiệu về mình. Con là con là em. Em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên Việt Nam. Dũng mấy tuổi, làm việc gì? Tên tiếng Anh là Josh. 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 Yeah, Josh. Yeah. Yeah. Tên tiếng Anh là Josh. Em đến từ đâu? Từ American hay là English? Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi, em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Xây dựng. Yeah, kỹ sư xây dựng. Yeah. Vậy giờ tới em. Dạ con tên con nữa, em đi. Giận lắm rồi đó. Em tên Như, năm nay 25 tuổi, em làm nghề spa. Dạ làm spa. Đẹp. Như ơi, anh muốn hỏi nè, cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? Làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Là do sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu. Cho nên dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Còn bây giờ thì con thấy thời đại 4.0
cho nên nó hơi ố bệnh xíu. Cho nên thì mọi người cũng ok với cái làn da này. Có nhiều người thì thấy là thích, thấy lạ, khen đẹp. Còn có nhiều người ai nói như xấu vậy? Ai vậy? Anh đang sang tay áo nè, ai nói anh xấu vậy? Wow. Vợ của em á, quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very đẹp. Beautiful, đẹp right? Quá. Quá đẹp. Ai mà dám nói là em xấu hả? Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah, đẹp. Yeah, đẹp, yeah, đẹp, yeah, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á, là Như gặp chưa như. Có cái làn da nâu nhiều như vậy. Nâu nhiều. No, before when you met me, do you have like the I have like this skin or like why? When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu, nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Rồi thôi bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Và em ấn tượng gì ở Dũng? Và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Mẹ con tuổi Ngọ hả? Ủa, mẹ con tuổi Tức á cô. Tức là thua tuổi cô. À, vậy là cô lớn hơn hả? Đúng không ta? Sinh năm bao nhiêu? 6 mấy? 69 đó cô. À thôi thua cô. Sao như vậy là không phải 69 đâu mà là tới 70 lần. Mẹ con là 70 tuổi Tuất. Dạ. Rồi. Là bằng em trai cô. Ok. Cứ xưng bằng con cũng được. Dạ. Rồi. Là gặp nhau, gặp cái anh này là bữa đó là con nghe chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Thì anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết. Chỉ là đứng gần bàn thôi, thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa anh nhìn thôi, nhưng mà cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Thường mấy cái anh mà người Tây á, người ta rất là phóng thoáng, người ta thích mình là người ta tự chủ động người ta tới à. Rồi sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á, thì anh quen với cái anh bạn của anh này. Cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Thì ở trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi. Cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Cái sau ngày thứ bảy là anh đi về nước. Rồi ngày thứ bảy là buổi trưa con đi uống cà phê. Ảnh ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn, ngay chỗ Starbucks. Đi xuống luôn, ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Thì vô tình con vừa xuống taxi gặp ảnh, vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Cứ nhìn hoài cứ nhớ anh này mà mình gặp trong cái thời gian là không có được kiểu sai á cô, không có được tỉnh táo một xíu. Cho nên đứng nhớ hoài, hồi mới nhớ trực ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện, thì anh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Thì mới nói chuyện rồi xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Rồi về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, đi nói chuyện. Là... Còn Dũng á, là khi mà Dũng, when you meet her, you fall in love with her. What when, about me? Like, what make you like think like? When I first met her, em thấy em nhìn chằm chó. Nhưng mà đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá ha. Chảnh chó rồi đó. So I'm more curious about her and I want to get to know her more. But I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Ảnh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Thì ở ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng
là hai người là, trong 3 tháng là hai người là chắc chắn là phải là nhắn tin từ khi anh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn, liên tục đúng không, liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày. Nhưng mà không phải là hai người không có nói là phải yêu nhau hay gì hết, với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ, ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn đi sâu hơn nữa. Rồi để hỏi, khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? I'm scared of the love. You miss her when you lay farther away from me. Do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction, and it started to scare me at first, a little bit. Yeah, but then I didn't fight my feelings, and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, then decided to sống in Vietnam. Vậy quyết định luôn đó là sau đó là về sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ không có, giống như là lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ phải, tại vì công việc ở bển. Nhưng mà lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả, sợ phí thời gian, cho nên không muốn yêu xa. Thì sợ hai người mới nó sợ mất con, Dũng sợ mất con. Chuyển về đây nó làm rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Ảnh không có nói, ảnh không hứa với con điều gì hết, nhưng mà lúc đó là chỉ hai người không có nói là yêu nhau hay là hứa hẹn gì hết, chỉ là tâm sự thôi, là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Đó thì ảnh mới, ảnh nói là ảnh gặp con là ảnh có cái cảm giác giống như là có cảm giác gì khác với mấy cô kia mà ảnh từng quen. Cho nên hả ảnh quyết định ảnh về đây. Rồi sau đó thì là sau 3 tháng là ảnh về đây. Sau 3 tháng xa nhau là ảnh về đây. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu coi như là tỏ tình và muốn em là bạn gái của ảnh? Sau 3 tháng ảnh về đây là mới gặp nhau, là một tuần đó gặp nhau là để bắt đầu tìm hiểu thôi. Rồi xong ảnh về đây được một tuần, ảnh về bển lại. Về bển lại ảnh mới bắt đầu là ảnh nói là ảnh yêu con, ảnh muốn là đi sâu hơn nữa, ảnh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Thì con mới nói là thì mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài. Không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần. Ngưng nói chuyện khoảng một tuần rồi xong rồi ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đó hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu mà làm bạn. là làm bạn mà. Cái xong mới không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Ảnh mới nói thiệt là ổng đừng có suy nghĩ mà con cái mối tình kia không tốt, thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Đó thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là chứng tỏ. Nhưng mà ổng không hứa với con điều gì, ổng sẽ làm. Cho nên 2 tháng sau anh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn. Mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Cái con mới hỏi ủa chiếc này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng sợ, tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Có nghĩa là chuyện xảy ra là cách đây bao lâu? Cách đây khoảng năm rồi là trước khi ảnh qua là tháng 8. Tháng 8 ảnh qua anh ở, xong tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Ảnh xin cái giấy độc thân mà ảnh cũng hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân, cái ảnh qua bên đây, cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia, mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà. Cho nên chưa có tin tưởng gì nhiều mà con sợ kết hôn nữa. Cho nên hả ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo, mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc khoảng chừng 35 tuổi. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông.
Cho nên con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Lúc ảnh qua đây là ở chung liền luôn. À là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình vừa đi thuê nhà đồ cho ảnh, cái vừa con đi vừa đi về. Xong rồi về nhà mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Tại vì qua đây vì mình không có bạn, không có ai ở đây hết. Cái cứ dạ đúng rồi, cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót. Nhìn thấy cái hình ảnh này rất là dễ thương. Đó, vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chằm chằm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói không? What's that? You know you speak too much. Yeah, like when I'm talking and then you just look at me. Yeah, yeah, yeah. Do you understand what I say? Some bits chipsu. Uh-huh. Chipsu. Mm. Yeah. Chipsu. Yeah. Yeah. Mm. Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt. Tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám. Tám tháng. Tám tháng. Dũng, Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Vi không? Như không, khi mà Dũng bỏ gọi là do you feel công việc like ở bên kia happy or say when you move over here to live with me, how is your life now? At the start I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day we were talking, and I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Là ông nói lúc ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh ở bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết. Rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, hạnh phúc với cuộc sống này. Khi mà trước khi mà em đồng ý dọn về sống chung với ảnh á, ảnh thể hiện như thế nào, ảnh nói như thế nào mà em đồng ý em về em sống chung không? Anh không có nói gì hết á, giống như là thấy ảnh một mình tội nghiệp rồi cứ qua chơi rồi ở gần nhau rồi qua chăm sóc rồi. Dạ, tại vì ảnh về đây vì con, ví dụ như ảnh về đây là ảnh công việc rồi mình gặp ảnh ở đây thì khác. Còn ảnh gặp mình ở đây, từ ở bển ảnh chuyển về đây ở với mình, mà hai người cũng có cái cảm giác gì đó giống như là có thể gắn đi bó rồi. Dạ đúng rồi, mới gặp nhau mà ở cái chừng được một tháng mà cảm giác giống như là quen nhau đã 1-2 năm vậy. Tôi coi như là cũng nợ nần đó, kiếp trước rồi gia đình con làm hụi đó, rồi ông cũng có chơi hụi kiếp trước đó. Nhà con chắc cũng thiếu mấy đầu dây hụi của ông đó. Như rồi anh hỏi chót, anh hỏi Dũng nghe, thấy cái nụ hôn đầu tiên mà Dũng tặng cho cô ấy đó là dịp nào? When first kiss? When I first moved over, yeah. Like khi lần đầu chuẩn bị qua đây á, yeah. Chuẩn bị yêu nhau when qua đây. When we seen each other at the airport. Ngoài sân bay lần đầu tiên. Em có bất ngờ không Như? Dạ không, thấy cái đó là bình thường đối với người nước ngoài. Tại con á, thì hồi đó giờ con có bạn trai toàn người nước ngoài không mà, cho nên cái mấy cái chuyện đó nó bình thường, phong tục đó, nó bình thường. Như vậy là có nghĩa là mình ở sống chung với nhau bao lâu thì mình đi đăng ký kết hôn? Có đăng ký kết hôn chưa? Có, con đem làm giấy tờ trong năm nay mà chưa có xong hết. Tại vì dịch á, là trước đó ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây mà ảnh kêu con là đăng ký, nhưng mà lúc đó con chưa có tin tưởng anh này 100% nữa. Cho nên con cũng dần dừ thì sau 6 tháng đó thì cái giấy đó nó không còn hiệu lực nữa con. Rồi xong rồi lúc đó con thì con mới chịu là ok đăng ký giấy kết hôn thì nó không còn hiệu lực nữa. Rồi bây giờ đang đợi ở bển gửi giấy qua rồi đang làm. Dạ. Nghĩ là chắc cũng gần xong. Nhưng mà mấy người bạn trai trước đó, mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Nhưng mà không có. Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về rồi. Ai cũng vậy, tại vì gia đình cũng thoáng, mình xác định cái mối quan hệ nào á thì mình phải cho gia đình biết. Còn Dũng? Dạ cũng Dũng vậy luôn chú. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Sợ quá. Yeah, just because I've never met
I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big big change for me. But her family was very welcoming. And là hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu. Dạ với lại gia đình con cũng dễ cho nên anh ok, anh không có sợ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Nhưng mà tiếng Việt á là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, tại vì sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi xong ảnh mới nói nếu như mình suy nghĩ kết hôn mình ở với nhau phải biết tiếng Việt để cho nói chuyện với ba mẹ. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Cô giáo. Sao học tiếng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là định hỏi đó. Có biết bài hát tiếng Việt nào không? Tiếng Việt. You can you sing Vietnamese? Hát được cô. Yeah, được. Hát đi. Bài nào? Bài gì? Bài How What You Need to Sing. Oh, I need the song. Phải có nhạc mới hát được. Ví dụ bài nào? Chỉ cần nói biết bài nào. Từng yêu, từng yêu. Từng yêu. Từng yêu, từng yêu. Từng yêu là từng của yêu. Ai quên à? Phan, của Phan, là... Phan Đăng gì đó. Hương Ly. Phan Như Anh à? Ồ. Dạ là dạ, hát được. Hát được vài câu, hát cho anh nghe. You just sing like a short one. Okay. Không có nhạc, không nhớ đúng không? Có nhạc là nhát hát. Nhưng mà nghe nè, ổng rành tiếng Việt đến nỗi mà có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ really? Coi như câu gì? Giống như hôm bữa chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó em cù bắp. Ồ cù bắp em cù bắp. Rồi xong rồi hả, cái gì em ngu ngốc kiểu vậy, không biết mấy cái từ. Nói đi Dũng, nói thử đi Dũng, cho anh vợ thử vài câu coi Dũng. You just say bad word. Yes, like something but not really bad. Not really bad. What? Cái gì không nhớ hả? No, ok. I know too bad. Rồi. Vậy thì là các em là cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Phần ổng có lòi ra tật xấu gì không? Con không biết cái này là phải tật xấu hay là không, nó xấu mà là nó tốt. Là hay bực bội ổng. Ở nhà cô là quá điệu. Quá điệu hả? Là cái tật đó là hay bị mình bực bội. Con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này ảnh chờ anh còn hơn mình nữa. Cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu. Mà lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bẫy. Cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống BD đó cô. Hiểu không? Dạ. Hiểu. Giống như đang đói quá trời đói order đồ ăn. Cái ráp người ta đợi dưới cái đi xuống lấy. Thì thay vì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi, đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau mấy chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Rồi công việc nhà thì ai làm? Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm hai người câu kiểu con cũng hơi khó chịu. Con làm phải vừa ý. Ông này em cũng khó chịu nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like, you disagree cool, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo mà. Rồi, còn đợt xấu gì nữa không nè? Đợt xấu gì ta? Nghĩa là cưng vợ quá mức, có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Chiều là con nói thiệt là không có anh nào mà con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh á. Mình ở cảm thấy thoải mái lắm, muốn đi chơi với bạn hay là muốn đi đâu muốn làm gì làm, anh không nói tới. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô.
rồi cũng có mấy chị kia nhắn tin, nhưng mà ảnh hay kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì ảnh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường, mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó, cho nên hả anh kết bạn con thì con lại không thích, giống như là ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ ờ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận, mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cho nên cũng có cãi nhau vấn đề đó chút đỉnh thôi phải không? Dạ dạ. Bây giờ còn không? Dạ không hết, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nói nhiều hả? Em tức giận, quick, she get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội, đúng không? Very quick, nhanh nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Thấy. Just say anything. Cause she gets so angry. I need to calm her down. I need to go, calm down, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick, and I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận, còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's something? Always mua 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua 1 hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo mua nhiều quần quá. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online. Online shopping. Trời ơi. Trời ơi. Dũng ơi, mỗi lần mà cô ấy giận, giận, thường Dũng làm cái gì để cô hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? I need to leave her alone. I need to leave the house sometimes, or just try be nice, or yeah, I try talk you down. Giống như là ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống, ảnh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á, thì là ảnh phải đi ra chỗ khác. Ảnh không có ở đó, ảnh càng nói là nó càng cái câu chuyện nó đi xa hơn. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận hả? Có, là giống như là lúc đầu ảnh hay chọc ghẹo, là ảnh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười, làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó mà. Con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cho nên hả con thấy không có vui. Cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me happy, like smiling when I'm angry, your face do it. What? Your face. I'm just smiling. No, like you do, you like you. You do something like that. No. Đâu đâu sao sao? I'm sorry. Like, what do I do? I don't even know my face. Rồi. Còn tật xấu gì nữa không? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. What is it? Thay đổi nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi cùi góc là rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Rồi bây giờ Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. And then I'll try not to annoy you as well, and then we'll be good. Là giống như là con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó rồi hả tức giận, hay nổi điên đó. Dạ, còn ổng thì ông sẽ cố gắng thay đổi để không có làm phiền con hay nữa. Dạ dạ. Nhưng mà còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Thì con chắc muốn ổng thay đổi kiểu không có làm phiền con, bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, là gọi là sao, đàn ông gentleman lên hả? Là không, không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like, not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bd too much, like. Bd. Không bd. Not bd.
Rồi trời ơi, là cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương yeah. quá, hai người quá dễ thương. Cuộc sống của con giờ quá hạnh phúc rồi. Chỉ có chút là như thế này và hơn như thế nữa thôi. Nghe. Rồi, xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you very much. Con chờ xíu nha, xong rồi mình bốc thăm trúng thưởng. Dũng nãy sao làm vụ BD. Như nãy kêu Dũng làm vụ BD. You do BD like this one more time. Oh, yeah.